Thưa quý khán giả, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ sắp đón một đợt không khí lạnh trong khoảng ngày 20 đến 21 tháng này. Ảnh hưởng của thời tiết khiến các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xảy ra một đợt rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất có thể xuống dưới 9 độ C, vùng núi cao có thể xuống dưới 2 độ, có nơi xuống dưới 0 độ. Miền Trung cũng giảm nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ. Các tỉnh phía Nam nắng ấm, nhiệt độ về đêm và sáng sớm giảm thấp nhất từ 21 đến 24 độ. Thích ứng biến đổi khí hậu, nuôi ghép cá heo ở với cá chạch lấu trong ao đất là hình thức mới được nông dân đồng bằng sông Cửu Long áp dụng. Theo người nuôi, hiệu quả bước đầu mang lại là giảm chi phí do cá heo tận dụng nguồn thức ăn thừa và chất thải của cá chạch. Đối với cá chạch lấu nuôi thương phẩm thả nuôi trong ao đất bằng thức ăn, thì từ 8 đến 10 tháng đạt trọng lượng khoảng 500 gram một con và bắt đầu cho thu hoạch. Tiền lời từ 400 đến 600 triệu đồng một hecta một vụ. Những năm gần đây, mô hình nuôi cá chạch lấu phát triển mạnh ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long như Hậu Giang, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp. Vì giá trị dinh dưỡng mang lại cao nên giá bán cũng luôn ở mức cao. Loại cá này khi nuôi ghép với cá heo đòi hỏi quy trình kỹ thuật khắt khe để hạn chế các loại dịch bệnh, trong đó có bệnh nhiễm trùng huyết. Khi phát hiện cá bị bệnh có thể tắm bằng các loại hóa chất như nước muối, quản lý môi trường nuôi tránh làm cá bị xây xác. Thường xuyên tăng sức đề kháng cho cá bằng cách bổ sung vitamin vào thức ăn. Không nuôi thâm canh với mật độ dày vượt khả năng của ao. Bản tin thời tiết nông vụ đến đây xin được tạm dừng. Mến chào tạm biệt quý khán giả.